Tập 8. Thứ nhất, mặc dù trên báo đăng vụ án của người mẫu ảnh lịch, nhưng mà trên đó không hề miêu tả tình tiết của từng vụ án. Hung thủ này có thể mô phỏng tình tiết trong cách giết người của Dương Thúy Hoa. Điều này có thể chứng tỏ hung thủ đã từng tới hiện trường. Thứ hai, hung thủ là người quen với Trân Châu. Mối quan hệ thân thiết của bọn họ có thể khiến Trân Châu mời tới nhà cô ấy và đồng ý mượn tiền cho hung thủ. Thứ ba, hung thủ lấy hết toàn bộ tài sản của Trân Châu, chứng tỏ bây giờ hắn ta đang rất cần tiền. Thứ tư, hung thủ có thể nhanh chóng giết chết Trân Châu. Hơn nữa sau khi giết chết Dương Thúy Hoa, còn đem xác của Dương Thúy Hoa treo lên trần nhà, chứng tỏ hung thủ rất khỏe mạnh, có khả năng là đàn ông và người phù hợp với bốn điều kiện này. Dương Lập Đường. Tôi đã nói hai người rất hợp nhau rồi, hai người còn không nhận ra nữa. À sếp, vậy anh nói hung thủ là Dương Lập Đường, còn động cơ giết người là gì vậy? Là cái gì hả? Việc làm ăn của công ty người mẫu ảnh lịch đã sụp đổ vì vụ án giết người liên quan và công ty đóng cửa chuẩn bị phá sản. Các cậu không biết chuyện này thôi, tôi nói cho các cậu biết. Bà Dương Thúy Hoa này đã hủy hoại hết tất cả. Đó là công ty do tôi vất vả gây dựng. Dương Lập Đường bị dồn vào đường cùng nên mới tìm Trân Châu mượn tiền. Mà Trân Châu có rất nhiều tiền nên cô ấy không tiếc cho ông ta mượn một chút. Nhưng mà cái Dương Lập Đường cần không phải là một số tiền nhỏ như vậy, vì ông ta muốn xây dựng lại công ty của ông ta. Cho nên ông ta đã sớm có ý định giết Trân Châu. Trong lúc Trân Châu đi mở kết sắt để lấy tiền, Dương Lập Đường bèn dùng sợi dây ông ta đã chuẩn bị trước giết chết cô ấy từ đằng sau. Hèn chi lần trước ông ta còn vỗ ngực nói là ông ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này. Tôi nhất định phải đi kiếm một số tiền. Tôi tin là công ty của tôi nhất định sẽ được xây dựng lại, làm ăn phát đạt. Ông ta dám khẳng định như vậy, đó là bởi vì ông ta biết Trân Châu có số tài sản này, cho nên ông ta mới dám khẳng định là công ty của ông ta có thể được xây dựng lại. Mọi người còn nhớ không? Phong Tùng Bổ đã nhận được một lá thư, và lá thư đó cũng là Dương Lập Đường cố ý đóng giả làm Dương Thúy Hoa để hòng qua mắt chúng ta, nên ông ta mới dùng chữ in sẵn trên báo sắp xếp lại thành lá thư đen. À sếp, người của chúng ta vẫn luôn ở trước cửa công ty của Dương Lập Đường giám sát ông ta, hơn nữa điện thoại ông ta cũng bị theo dõi. Với lại hai hôm mà Trân Châu bị hại, Dương Lập Đường cũng không hề rời khỏi công ty. Anh chắc không? Tôi nhớ ra rồi, là tủ quần áo đó. Cứ cho là Dương Lập Đường trốn trong tủ quần áo, lén lút trốn ra ngoài. Vẫn còn một điều không thể nào giải thích được, tại sao Dương Thúy Hoa lại nói chỗ ẩn nấp cho Dương Lập Đường biết. Cho dù họ có thân nhau, nhưng một hung thủ trong vụ án giết người đang bị truy nã, sao lại ngu ngốc tới mức nói ra chỗ ẩn nấp của mình cho người khác biết được? Trừ khi quan hệ của bọn họ không chỉ là thân nhau thôi, mà là vô cùng thân mật. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Công ty của Dương Lập Đường nhiều người đẹp mà, ông ta thân mật với Dương Thúy Hoa làm gì? Giỡn hoài. Nhưng nếu như Dương Lập Đường và Dương Thúy Hoa là đồng bọn với nhau thì sao? Dương Thúy Hoa nhất định là muốn giết chết Trân Châu, điều này không cần nói. Nhưng bà ta bị cả thành truy nã, không tiện ra tay. Bà ta lại biết Dương Lập Đường đang đi khắp nơi kiếm tiền, cho nên bà ta chủ động tìm Dương Lập Đường và nói là Trân Châu có một số tiền lớn, ông đi giết cô ta đi, thì số tiền kia sẽ thuộc về ông. Còn Dương Lập Đường chắc chắn là không chịu đi giết người, nhưng ông ta biết nếu ông ta không giết chết Trân Châu thì không lấy được số tiền đó. Nếu như ông ta không có tiền thì đảm bảo chủ nợ kia sẽ không tha cho ông ta, vậy ông ta làm sao xây dựng lại công ty, làm ăn phát đạt đây? Dương Lập Đường do dự rất nhiều, nhưng thứ qua dụ dỗ ông ta nói rằng bà ta đã giết nhiều người như vậy, một người nữa cũng không sao. Bọn họ giết chết Trân Châu cố tình tạo ra hiện trường giả giống như Dương Thúy Hoa, còn Dương Lập Đường vừa có thể trốn thoát tội này vừa có thể lấy được tiền, sự mê hoặc như vậy sao có thể từ chối được chứ? Chỉ là Dương Thúy Hoa không bao giờ ngờ tới Dương Lập Đường sợ lộ ra chuyện này nên giết chết bà ta. Vậy là khớp hết rồi còn gì? Sự việc đó chính là vậy. Không chậm trễ nữa, chúng ta mau đi bắt nghi phạm Dương Lập Đường. Thám tử, tôi xin tham gia hành động bắt tội phạm lần này. Cô bắt cái gì chứ? Cô đâu phải là Tuần Bổ. Tôi liên quan gì tới anh chứ? Vậy sao anh phối hợp với tôi dụ dỗ Thu Thủy đi tìm Dương Thúy Hoa, còn để tôi cậy tủ bảo hiểm nữa? Cái đó là gì? Nè, tôi cần giải thích rõ với loại người như cô sao? Nói cô biết tôi đang làm nhiệm vụ, cô đừng xen vào. Mao Di Nghị, anh qua cầu rút dáng như vậy đó hả? Tôi thích đó. Hai người đừng cãi nhau nữa. Được rồi, đừng cãi nữa. Vậy đi. Các Cường đã vì vụ này bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức, nhưng Nho Nghị nói cũng không phải là không đúng. Vậy đi, tất cả chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định xem Các Cường có nên tham gia hành động bắt người lần này không. Được đó, ai đồng ý cho Các Cường giơ tay lên. Thank you.
lát tôi tính sổ với anh. Nè, anh cũng đồng ý phải không? Không đồng ý hả? Vậy được rồi. Bỏ phiếu phản đối, Cát Tường có thể tham gia hành động lần này. Đại lực, canh giữ cửa chính, không cho bất cứ ai ra vào. Dạ. Tìm thấy không? Không có, không có, không có. Tôi tìm rồi, khắp nơi đều không phát hiện bóng dáng của Dương Lập Đường. Thêm cho ông ta. Rút thôi. Rõ. Đi thôi. Kỳ vậy, sao lại như vậy được? Ông chủ Dương, bây giờ đã đến nước này rồi, nếu ông muốn chối tội thì cũng không thể chối được nữa. Tôi hiểu mà. Ông chủ Dương, nói đi. Ông đã giết hại Trân Châu như thế nào vậy? Sáng hôm đó, chắc là khoảng 10 giờ gì đó, tôi tới nhà cô Trân Châu. Trân Châu à, cô còn nhớ tôi không? Ông là ông chủ Dương mà. Hôm nay cơn gió nào thổi ông tới đây vậy? Tôi vào nhà đi. Cảm ơn cô. À, Trân Châu nè. Trân Châu, tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Gần đây trên báo chí cũng nhộn nhịp đưa tin này. Tôi sắp bị Dương Thúy Hoa hại chết rồi. Ai kêu lúc đầu ông cho bà ta ở lại? Cái này gọi là tự làm tự chịu. Phải, đúng là tôi tự làm tự chịu. Nhưng mà Dương Thúy Hoa kia đúng là lấy ơn báo oán mà. Tôi, cái này gọi là gì? Phải gọi là người lương thiện bị bắt nạt. Trân Châu à, cô là người thành công nhất trong số những cô gái mà tôi biết. Cô nhất định phải giúp tôi vượt qua cửa ải này, có được không? Tôi nói cô biết, những kẻ đi đòi nợ này, bọn họ không chỉ đánh tôi mà còn nói lời đe dọa tôi nữa. Họ nói nếu tôi không trả tiền thì họ sẽ đưa tôi đến chỗ của mấy cô gái trong đám Minh Nguyệt đó, xuống địa ngục âm tào địa phủ để mở công ty người mẫu ảnh lịch. Cô thấy họ có ác không hả? Tôi còn tưởng là ông chủ Dương tới nhà tôi chỉ để hỏi thăm tôi mà thôi, hóa ra là tới để hỏi tôi mượn tiền sao? Không thể nói như vậy. Thôi, tôi quay lại chuyện này nha. Trân Châu, lúc cô còn làm việc trong công ty người mẫu ảnh lịch của tôi, một tay tôi đã nâng đỡ cho cô nổi tiếng mà. Hả? Tới bây giờ, dù sao đi nữa, cô cũng được giàu sang rồi, cũng có một chút công lao của tôi phải không? Nè, cô sẽ không nhìn tôi bị người khác đánh chết mà không cứu chứ hả?
Trân Châu à, xem như tôi cầu xin cô đó. Cô nhất định phải giúp tôi. Ông chủ Dương, ông đang làm gì vậy? Một số tiền lớn tôi cũng không tiện cho mượn, nhưng nếu số tiền nhỏ thì tôi có thể cho ông mượn xài tạm. Nếu không phải lúc đầu ông dồn hết tâm trí để che giấu tội ác của mình thì chúng tôi cũng không tìm ra chứng cứ giết người đâu. Dương Thúy Hoa cũng là do ông giết sao? Không không, tôi thật sự có ý định giết bà ta, nhưng mà bà ta thật sự không phải do tôi giết. Có thể nói là bà ta tự sát, còn dám tảo biện. Tôi nói đều là sự thật mà. Trân Châu chết rồi, mối thù của bà tôi cũng đã giúp bà báo xong rồi. Giúp hay không giúp gì chứ, chỉ vì là lợi ích của bản thân, ông cũng có được những gì mà ông muốn rồi. Có điều bây giờ tôi thật sự cần ông giúp tôi một tay. Giúp gì nữa? Chỉ vì trừ khử hết lũ hồ ly tinh kia, tay của tôi đã dính quá nhiều máu tươi rồi. Chuyện tới nước này, e rằng tôi cũng không còn con đường để sống nữa. Tôi không sợ chết. Tôi biết bản thân mình sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là tôi không nỡ xa Thu Thủy. Rốt cuộc bà muốn tôi giúp bà làm gì? Giết tôi đi. Cái gì vậy? Ở trên đời này, người tôi không đành lòng nhất chính là Thu Thủy. Nhưng bây giờ nó bị người của phòng tuần bổ bắt nhốt lại rồi. Nó làm gì tôi mà phải chịu khổ như vậy? Chỉ khi tôi chết đi thì người của tuần bổ mới chịu thả con bé ra. Ông cứ ra tay tác thành cho tôi đi. Không được, giết người là phải đền mạng đó. Ông đừng giả vờ nữa. Lúc nãy ông nói ông đã giết chết một mạng người rồi mà. Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Thật ra ông muốn tôi chết từ lâu rồi mà. Ông không sợ là người trong phòng tuần bổ tìm thấy tôi và bắt tôi lại, tôi không chịu được cung hình tra khảo, khai tên của ông ra luôn? Sau khi tôi giết chết Dương Thúy Hoa, tôi mới phát hiện không có bằng chứng, không thể chứng minh bà ta tự sát được. Cho nên tôi mới treo bà ta lên đó, tạo ra hiện trường giả của vụ án. Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại, tôi thấy người phụ nữ này đúng là bị điên rồi mà. Bà ta cứ ép tôi ra tay giết bà ta. Mọi người suy nghĩ xem, chính là gì? Chỉ muốn tôi càng lún sâu hơn, cuối cùng bị hủy diệt hết. Thật ra bây giờ tôi thấy rất thương hại cho bà ta. Người phụ nữ này rất thông minh, chỉ là con đường đi không thông minh cho lắm. Thương hại gì chứ, thông minh gì chứ. Cái loại phụ nữ điên như bà ta, cả đời tôi đã bị bà ta hủy hoại rồi. Nếu bà ta không giết người ở công ty tôi, thì công ty người mẫu ảnh lịch
sẽ sụp đổ hay sao? Nếu công ty không xảy ra tai nạn thì tôi đâu có mạo hiểm đi giết người cướp của. Dương Thúy Hoa đúng là người đàn bà điên. Bà ta đáng bị băm thành trăm mảnh. Người đáng bị băm thành trăm mảnh chính là ông đó. Dẫn ông ta ra ngoài. Dạ. Đứng dậy. Tôi vẫn luôn nghĩ, có phải từ khi mới bắt đầu Dương Thúy Hoa đã tính luôn mạng của Dương Lập Đường vào trong đó rồi không? Có khả năng là vậy. Người ta thường hay mắng chửi những con hồ ly tinh đi dụ dỗ đàn ông, nhưng nếu như không có những người đàn ông tình nguyện bị dụ dỗ thì hồ ly tinh ở đâu ra? Tới rồi kìa. Thám trưởng Trương, xin anh phát biểu đi. Anh nói vài lời đi. Vụ án ở công ty người mẫu ảnh lịch đã phá xong rồi. Tôi hỏi anh đã phá án ra sao? Mọi chuyện như thế nào? Tôi thấy vụ án này có thể thuận lợi phá thành công, chủ yếu nhờ đồng nghiệp ở phòng tuần bổ làm việc hết mình và sự ủng hộ nhiệt tình của xã hội. Bây giờ chúng tôi đang hoàn thiện báo cáo kết án. Tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố với mọi người quá trình phá án chi tiết của vụ án. Mong mọi người chờ thêm. Thám trưởng Trương, vậy anh có thể nói một chút là trong hành động lần này, người nào có công lớn nhất trong phòng tuần bổ của anh không? Đúng đó, thám trưởng Trương, anh nói vài lời đi. Chắc là Mao Do Nghị và cậu Cát Tường. Thì ra là vậy. Thám trưởng Trương nói thêm vài lời đi. Đương nhiên còn có nữ phóng viên xinh đẹp đây, cô Lâm Sang Sang. Thì ra là vậy. Cảm ơn. Lần này cậu Cát Tường mình dù thế nào cũng không thể để bọn họ chụp hình được. Nhất là không thể để cho bọn họ chụp chung với tên Mao Nho Nghị kia. Nếu không thì dù có 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ được. Khả năng theo đuổi của bọn họ còn lợi hại hơn cả tuần bổ chúng ta. Không thể để các người chụp được gì. Nói cho biết, đánh chết tôi cũng không bao giờ chụp chung với cái cô cậu Cát Tường đó. Sao lại là cô nữa? Tới đây làm gì? Đừng đi chung với tôi đó. Tôi ăn no không có chuyện làm theo anh sao? Tôi không rảnh đôi co với cô. Món nợ này tính sao đi. Anh đi đâu? Bên ngoài toàn là phóng viên. Tôi đoán trước rồi, anh đi ra ngoài sẽ được lên báo luôn đó. Vậy cô có cách gì hay hơn không? Cách hả? Tôi có một cách hay lắm, nhưng tôi có thể làm được, còn anh thì không. Nè, nè. Cậu Cát Tường, cậu Cát Tường, cô làm vậy còn tôi thì sao? Hả? Anh nói cái gì? Còn tôi phải làm sao đây? Tôi không nghe thấy gì hết. Đừng đắc ý, cô cố tình đúng không? Tôi cho cô biết, ai nói tôi không làm được, tôi sẽ làm cho cô xem. Cô đợi đó, đợi đó. Cậu Cát Tường, đừng để tôi gặp lại cô. Các vị phóng viên xin chú ý, tuần bổ Mao Nho Nghị ở lầu 2. Mọi người hãy canh chừng và phỏng vấn anh ta đi. Mao Nho Nghị kìa, mau chụp hình đi. Nho Nghị, Nho Nghị, Nho Nghị. Đừng chụp nữa. Đừng chụp nữa mà. Đừng chụp nữa. Anh ta làm gì vậy? Sao lại vậy chứ? Chụp hình đi, lẹ lên. Đây là tuần bổ sao? Hả? Đây chính là tội phạm bỏ trốn. Kỹ thuật chụp hình của họ là thầy dạy toán dạy sao? Tôi tới công bố một tin tốt đi. Cậu Cát Tường, trong vụ án giết người của công ty ảnh lịch thể hiện rất xuất sắc. Tôi đã làm đơn gửi lên giám sát trưởng rồi, chính thức nhận cô ấy là một tuần bổ trong phòng tuần bổ. Hơn nữa giám sát trưởng cũng đã đồng ý rồi. Nghi lễ nhậm chức tổ chức vào ngày mai. Tốt quá. Đầu óc của giám sát trưởng có vấn đề sao? Hả? Sao để một người bán ra ngoài chợ vào đội ngũ chúng ta? Được, đừng gọi đây là phòng tuần bổ nữa, gọi là chợ rau mới đúng. Một trinh sát đẹp trai phong độ, văn võ song toàn, ưu tú như tôi đây, sao có thể làm việc chung với cổ chứ? Hả? Đúng không? Nói các anh biết, nếu như cô ta vào đội ngũ chúng ta, sẽ kéo sự thông minh của phòng tuần bổ này xuống. Theo như tôi thấy, tôi phản đối hai tay. Chuyện cô ta tới phòng tuần bổ, tôi phản đối hai tay. Tôi phản đối hai tay. Phản đối, phản đối. Anh Tiểu Điền, thời tiết hôm nay đẹp quá. Thời tiết hôm nay trông rất là đẹp đúng không?
Đương nhiên là đẹp rồi. Bởi vì giám sát trưởng cũng đã đưa ra quyết định. Không thay đổi sao? Có biết đây là gì không? Giấy ủy nhiệm, giấy trắng mực đen. Tôi nghĩ mọi người nên nghĩ cách tự cứu bản thân mình đi. Để bày tỏ lòng biết ơn, tối nay các tường sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm thật ngon để chúc mừng. Đi phải đi chứ. Nè nè, vậy chúng ta có nên chuẩn bị chút quà để bày tỏ lòng thành không? Vậy cũng được. Được mà, tùy mọi người. Tôi không đi. Bắt buộc đi. Đánh chết cũng không đi. Đây là mệnh lệnh. Anh... Tối nay đừng tới trễ đó. Võ quán Minh Đức. Mọi người rót rượu đi chứ. Hai món cuối cùng nè, cô mau ngồi xuống đi. Đủ rồi, ngồi đi. Nào, rót rượu vào ly đi. Sư tỷ, em rót cho chị. Dạ. Chúng tôi chúc mừng Cát Tường cuối cùng cũng đã được làm nữ tuần bổ như ý muốn. Cô ấy chính là nữ tuần bổ đầu tiên trong phòng tuần bổ đó nha. Tự hào quá nào, cạn ly. Mời, cạn ly. Xin phép tôi có chuyện muốn nói. Anh nói đi. Tôi cảm thấy bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên phòng tuần bổ có một vị nữ tuần bổ thật đáng tự hào. Ngoài ra thì cô Cát Tường đây có thể tới phòng tuần bổ của chúng ta, thật sự sẽ mang lại cho phòng tuần bổ chúng ta thêm một làn gió thật mới mẻ đó. Mới mẻ gì chứ, một cơn bão tố thì có. Cái này là ví dụ, anh có hiểu không? Hơi sến một chút. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sau này khi đi phá án, đại lực không cần giả gái nữa, có đúng vậy không? Đúng rồi, cuối cùng phòng tuần bổ cũng có con gái. Không cần tôi phải đóng giả gái nữa. Cái này gọi là nam nữ phối hợp, chuyện gì cũng xong. Đúng rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lần này có thể thuận lợi vào phòng tuần bổ, tôi phải cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Liên quan gì tôi chứ? Được rồi, thôi mà. Hôm nay có nhiều món ăn ngon và rượu ngon nữa. Đừng nói nhiều làm gì. Tôi mượn câu nói của Cát Tường, tất cả tình cảm đều ở trong ly rượu hết. Cạn ly. Nào, cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Nếu là vậy, hôm nay mọi người đều ở đây hết rồi. Cát Tường, sư phụ có hai câu nói muốn nói cho con biết. Sư phụ nói đi, con vẫn đang nghe đi. Chúng ta là những người luyện võ. Sư phụ thường hay nói một câu, đó là cái gì? Hành hiệp trượng nghĩa. Hành hiệp trượng nghĩa đó. Nè, nhớ lại năm xưa. Nhớ lại năm xưa khi đó. Thôi mà cha, đừng có nhớ năm xưa nữa. Con đã học thuộc lòng từ đầu tới cuối chuyện năm xưa rồi. Hơn nữa, mọi người còn đang chờ ăn cơm đó. Cha muốn nói gì thì nói nhanh đi. Vậy để tôi nói nhanh chút. Cát Tường à, bây giờ con giỏi lắm rồi. Con được làm việc trong phòng giặt đồ. Cha, phòng tuần bổ. Phòng tuần bổ. À, phòng tuần bổ. Cái phòng tuần bổ này là một nơi rất là xuất sắc đó. Trước tiên, con phải luôn nghĩ cho bách tính. À, con phải đem chuyện của những người bách tính đặt lên hàng đầu tiên. Sư phụ, con nhớ rồi. Cha, tụi con nhớ hết rồi. Nhưng trước giờ sư tỷ luôn nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, chúng ta phải cảm ơn một người. Chính là thám trưởng Trương. Thám trưởng Trương, tôi mời anh một ly. Cảm ơn anh quan tâm tới sư tỷ của tôi trong thời gian gần đây. Nào. Được. Cũng là nhờ các tường tự mình cố gắng thôi. Cạn. Được rồi, ăn thôi. Đừng lo uống nữa. Mau ăn đi, mời. Theo lý mà nói, rượu này, loại kém chất lượng này bình thường tôi không uống, đúng không? Ai kêu cậu Cát Tường hôm nay nể mặt mời mọi người ăn cơm, vậy tôi cũng nể mặt một chút. Hai chúng ta uống một ly. Nào. Đổ đầy đi chứ. Một ly sao đủ?
Tôi cũng nghe nói rồi, tuần bổ mao cũng đặc biệt, chiếu cố sư tỷ của tôi mà. Cho nên ly rượu này tôi nhất định phải uống với anh. Không liên quan tới cô, đừng phá đám. Sao rồi, anh sợ rồi phải không? Anh có phải đàn ông không vậy? Tôi thấy cô giống như hảo hán thì có đó, biết chưa? Có giỏi thì anh uống đi. Cầm lấy. Cầm lấy. Cầm lấy. Cái này. Uống đi. Tưởng tôi sợ cô sao? Uống thì uống, ai sợ ai chứ. Á Phi, lượng sức thôi. Hay, tử lượng tốt. Tử lượng rất tốt. Hay quá. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi mà. Tất cả ăn cơm đi. Cậu Cát Tường xinh đẹp, chỉ có cái hơi phiền. Thôi đủ rồi. Thôi đi. Đủ rồi, đừng uống nữa. Anh uống nhiều lắm rồi đó. Thôi mà, đã nói là thôi mà. Hôm nay tôi là em trai của anh. Xin lỗi nha, không có gì đâu. Cạn ly. Đừng uống nữa mà. Trời ơi, uống gì mà uống quá trời quá đất vậy. Uống gì mà uống nhiều dữ vậy không biết nữa. Xin lỗi cô nha. Anh ta say quá rồi. Không sao, không sao đâu. Sư tỷ, thám trưởng Trương, vào trong uống tiếp đi mà. Bỏ ra, chúng ta uống tiếp đi. Không sao đâu, tôi chưa say, tôi còn uống được mà. Tôi không uống được nữa. Sư tỷ, cha. Vậy uống với cha nha. Á Phi à, chúng ta uống tiếp đi. Uống tiếp đi cha, để tôi tiễn anh. Thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì tôi không thể trở thành tuần bổ như ý muốn được. Cô đừng khiêm tốn như vậy. Đây là nỗ lực của bản thân cô mới có thể trở thành tuần bổ. Tôi may mắn thôi. Có lẽ vì lúc trước tôi quá xui xẻo nên ông trời chiếu cố cho tôi một chút. Ông trời trong lòng cô thật ra chính là sự dũng cảm và kiên cường của cô. Lúc còn nhỏ tôi đã phát hiện cô là một người rất hay giúp đỡ người khác, cẩn thận, có khả năng quan sát. Hơn nữa cô đã xác định chuyện gì thì sẽ làm tới cùng, đúng không? Thật ra làm tuần bổ cũng vậy thôi. Lúc nào cũng phải biết cách loại bỏ những hiện tượng giả và tìm ra sự thật, sau đó bắt được hung thủ. Đương nhiên trong quá trình loại bỏ những hiện tượng giả này rất khó, nhưng tôi tin rằng cô nhất định có thể làm được. Thật không? Tôi thật sự có thể làm được sao? Thật chứ. Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Dù con đường sau này có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ cùng đi với cô tới cùng. Vụ án công ty người mẫu ảnh lịch đã phá án. Tuần Bổ Mao và cậu tiểu thư có công phá án. Tiểu Thiên, con coi nè. Con coi đi. Cậu tiểu thư này có phải là cậu Cát Tường không? Cô ta từng nói với con, cô ta muốn làm tuần bổ. Không lẽ cô ta thật sự làm tuần bổ rồi sao? Không có đâu mẹ. Chị ta đâu có bản lĩnh. Mẹ không biết con người chị ta sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Cũng đúng. Cô ta là hung thủ giết con trai mẹ, sao có thể làm tuần bổ được chứ? Những người trong phòng tuần bổ đó cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, tự nhiên lại thả cô ta ra. Không lẽ cô ta lén lút hối lộ trong phòng tuần bổ hay sao? Chắc chắn là vậy. Vụ án lớn đến đâu chỉ cần có tiền là được. Mẹ không biết những người trong tuần bổ sao? Chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể làm được hết.
Thu Thủy, vụ án giết người của công ty người mẫu ảnh Lịch đã phá án rồi. Vì cô có thể được tha thứ, cho nên giám sát trưởng tạm thời tha thứ cho cô. Cô có thể đi. Mẹ cô vì sự bất hạnh của bản thân mình mà trút giận lên người khác, giết nhiều người như vậy. Nhưng bà ta giết nhiều người như vậy vẫn không thể nào giải tỏa được sự tức giận trong lòng, và không thể nào cho cô được tương lai hạnh phúc. Bây giờ bà ấy đi rồi, cô là người duy nhất bà ấy nhớ nhung trên thế gian này. Hy vọng cô đừng vì những chuyện ba cô đã phạm phải sai lầm mà oán hận tất cả đàn ông trên thế gian này. Mong cô đừng vì sự bất hạnh của ba mẹ mình mà phủ định tất cả hạnh phúc trên đời này. Vậy thì không đáng chút nào đâu. Bi kịch của mẹ cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tiếc là bà ấy không hiểu những đạo lý này, cho nên cô phải thay bà ấy sống cho thật tốt. Cô nhất định phải sống hạnh phúc. Mẹ, con sẽ cố gắng sống thật tốt. Các vị, năm nay có 4 vị thành viên mới may mắn tham gia vào hàng ngũ tuần bổ của chúng ta. Điều đáng nhắc là năm nay chúng ta còn tuyển thêm 1 vị nữ tuần bổ cho phòng tuần bổ. Từ xưa tới nay, Cậu Cát Tường, tuần bổ cậu. Rồi, tiếp theo chúng ta xin mời tuần trưởng Frank đáng kính của chúng ta lên trao quyết định tuyển dụng cho tuần bổ mới. Xin mời thành viên đầu tiên Trương Hoành. Có, bước lên. Dạ. Xin mời học viên thứ hai, Trương Văn. Có, bước lên. Dạ. Xin mời học viên thứ ba, Lý Siêu. Có, bước lên. Dạ. Bây giờ xin mời học viên thứ tư, cũng là người cuối cùng hôm nay, Cậu Cát Tường, bước lên. Dạ. Mao Đình Hạc, tôi cần thiết phải nhắc nhở ông thêm lần nữa. Việc bổ nhiệm thêm nữ tuần bổ vốn dĩ tôi không tán thành đâu, nhưng ông cứ kiên quyết như vậy, nếu sau này nữ tuần bổ xảy ra bất cứ vấn đề gì, ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Thuộc hạ hiểu rõ. Trương Chính, cậu nói cậu Cát Tường thật sự làm được sao? Ở bến Thượng Hải chưa từng xuất hiện tuần bổ nữ. Chức giám sát trưởng hình như cũng chưa từng xuất hiện giám sát trưởng người Hoa mà. Tin tôi đi. Chúc mừng, cô lợi hại thật đó. Cảm ơn nha, cô là nữ tuần bổ đầu tiên đó. Chúc mừng, cho tôi mượn xem với. Đừng vui mừng quá sớm.
Từ hôm nay trở đi, cô là cấp dưới của tôi ở trong phòng tuần bổ. Tôi sẽ không nể tình cô là bạn của tôi hay cô là phụ nữ mà đãi ngộ đặc biệt cho cô. Tôi sẽ đối xử công bằng như tất cả mọi người. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm chỉ điều tra, không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho tôi. Tốt lắm. Làm nữ tuần bổ thôi mà, có gì ghê vậy chứ? Thôi được rồi, qua kia trước đi. Giỏi quá, giỏi quá. Mau trả giấy ủy nhiệm cho người ta đi. Nho Nghị, đột nhiên cha nhớ ra một chuyện. Nghe nói vụ án giết người của công ty người mẫu ảnh lịch, con thua cậu Cát Tường sao? Ai nói chứ? Người là con bắt, manh mối quan trọng cũng là con tìm ra. Chẳng qua cậu Cát Tường may mắn lập chút công lao mà thôi. Vậy cha cảm thấy cũng không đúng lắm. Con Đường Đường là một tuần bổ, còn trước đây cô ta chỉ là một bà nội trợ mà thôi. Đúng vậy, nên không thể đem ra so sánh được. Con cũng mạnh miệng lắm. Cha chỉ hy vọng sau này năng lực làm việc của con cũng giỏi giống như những gì con nói. Phải rồi, vụ án của Thẩm Mặc Sơ có manh mối gì chưa? Có manh mối gì rồi thì cứ lấy ra bàn luận đi. Cha yên tâm, con nhất định sẽ phá được vụ án này. Không nói nữa, con phải đi tìm cách để cho cậu Cát Tường hành lễ với con. Con đi nha. Thiệt là Mặc Sơ, em tới thăm anh đây. Em nói cho anh biết một tin vui. Em trở thành tuần bổ rồi. Em tin là không còn bao lâu nữa em sẽ tìm được hung thủ đã giết chết anh. Em nhất định sẽ trả thù cho anh. Sao chị lại tới đây? Chị tới đây làm gì? Ở đây không quan nghênh chị. Chị tới bái tế Mặc Sơ thôi. Chị muốn anh ấy yên tâm. Chị nhất định sẽ trả thù cho anh ấy. Tôi không cần chị bái tế. Chị đừng tưởng chị làm tuần bổ rồi thì hay ho lắm nha. Tôi nói chị biết, ở trong lòng những người nhà họ Thẩm, chị mãi mãi cũng là kẻ giết người. Tiểu Tiên, Mặc Sơ thật sự không phải do chị giết. Em cứ hiểu lầm người nhà của mình như vậy. Mặc Sơ dưới suối vàng cũng không thể yên tâm được đâu. Chị còn coi mình là người một nhà sao? Câu này mà chị cũng dám nói ra nữa. Chị yên tâm, anh tôi sẽ không coi hung thủ giết chết anh ấy là người một nhà đâu. Chị đi được rồi. Tiểu Tiên, em và mẹ nhất định phải giữ sức khỏe. Bây giờ hung thủ giết người còn chưa tìm được, chị rất lo. Tôi cảm ơn chị. Chỉ cần đừng cho chúng tôi gặp chị thì chúng tôi sẽ sống rất tốt. Vào đi. Sếp, tìm tôi có gì không? Đừng nói liên quan tới cô ta nha. Ai muốn liên quan tới anh chứ? Vụ án Thẩm Mặc Sơ của phòng tuần bổ vẫn chưa phá án. Vụ này nhất định phải giao cho anh làm rồi. Điều này thì không cần phải nói. Cát Tường, tôi tin là cô nhất định cũng muốn điều tra ra sự thật và báo thù cho chồng của cô. Cho nên trong vụ án này, mục tiêu của hai người giống nhau. Hơn nữa trong vụ án của công ty người mẫu ảnh lịch, hai người hợp tác với nhau rất ăn ý. Cho nên tôi dự định cho hai người hợp tác với nhau để phá vụ án khó khăn này. Không được.